xin chào cả nhà nghe. Cả nhà ơi, hôm nay tới em làm món thịt bò. Em mua sáng em đi em mua nửa cái thịt bò nè cả nhà. Thịt bò về em bóp gỏi rau cải mầm. Em bóp gỏi với rau cải mầm á cả nhà. À, chồng em muốn đi gãi được mấy cải mầm nè. Hồi giờ em đi ốp thịt em bỏ đây xong rồi em mới đi hái cải mầm. Hái cải mầm vô rửa. Đây em ốp đây là có hành tím nè, tỏi băm, hành tím tỏi băm với hạt niêm, bột ngọt, đường thôi. Em chỉ ốp gia vị thông thường thôi. Gia vị thông thường ở nhà em ăn có gì em ốp đấy. Còn em ốp thêm là em ốp nước tương. Em không ốp nước mắm nha cả nhà. Em canh canh vừa ăn này. Em không có nấu ăn giỏi á cả nhà. Em chỉ nấu rồi cả nhà. Nhà mình thích ăn sao ăn vậy nha. Còn này là dầu hào cả nhà. Em ốp dầu hào với nước tương với hạt niêm không à. Em không có ốp muối mà cũng không có ốp nước mắm luôn. Tại em ốp cho lạc lạc á. Em sợ nó mặn. Gia vị thường thường nhà ăn thôi. Cả nhà xem clip của em có hay cái gì thì cho em xin cái góp ý kiến nha cả nhà. Có gì thì cả nhà cứ đưa cho em cái ý kiến cho đặng cho em làm cho hay. Tại em cũng mới biết làm, em cũng không có làm được đặc sắc như người ta. Mong cả nhà cũng ủng hộ. Cũng cảm ơn cả nhà rất rất nhiều đã thời gian qua đã ủng hộ cho em. Giờ đây giờ em ốp ở đây em bỏ đây cả nhà. Rồi hồi cái đầu em đi hái rau, ốp đây bỏ đây cho nó thấm, đi hái rau vô rồi hả làm. Tại mới đi chợ về rồi ớt cái này trước cho nó thấm. Thơm. Chưa thơm nước tương. Cho miếng nước tương. Ớt này em ớt nước tương dầu hào không à. Em không ớt nước mắm. Kiểu như làm kiểu như bò né vậy đó mà em không có né. Như cải mầm nữa. Mấy cái gám rau cải mầm em ngon lắm cả nhà ơi. Đó. Giờ để đây cho nó thấm. Rồi. Cái đầu em đi hái cải mầm nha cả nhà. Đây mà cả nhà theo em. Giờ em đi sẵn hái rau cả nhà ơi. Cả nhà nghe, hôm nay mình đi cắt rau mầm cả nhà ơi. Rau cải mầm của ổng trồng nè cả nhà. Em trồng không có nhiều á cả nhà. Đâu rồi, để em quay sơ á, em quay sơ cái cảnh nha. Đây, có mấy cái chậu của em đây. Chồng em cũng làm được có mấy chậu nè cả nhà. Có bốn chậu. Rồi giờ anh cắt rau nào. Rau mầm. Đứng ngoài này luôn ha anh. Ừ. Nắng không? Ê, anh cắt ngang để chân nó luôn đi. Anh đút cái kéo vô anh cắt ngang 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 á. Tôi đút cái kéo nắm ngang cái đầu nhấp vậy đó. Chồng có mấy cây đủ ăn cả nhà. Ừ đó vậy đó. Hơi già phải không anh? Già không? Chưa hả? Sao em thấy nó hơi già, hay giờ thấy nó dài rồi, sắp ra lá rồi cả nhà. Chồng không gài rồi. Cái này gieo nó nhanh ăn, vài bữa ăn à, vài bữa ăn. Thôi ginh vô mát đi anh ơi, đứng ngoài này nắng quá nè. Ginh vô mát đi, đi, ginh vô. Em ginh vô mát đứng ở nhà ở đây nắng quá à. Mâm cao xanh mướt. Anh thấy anh cắt cái kéo nó lâu hơn cắt cái dao không anh? Chứ em thấy anh làm lâu quá vậy. Kiếm cái dao bén bén. Kiếm cái dao bén bén là đổi nữa rồi cả nhà ơi. Để cho ông đi kiếm. Trong khi chờ đợi 7-7-49 tiếng ông đã là mài được cái dao ông đem ra ông cắt đó cả nhà. Rau mình vừa trồng vừa ăn luôn ngon lắm cả nhà. Ấy xong đi hồi ngắt sau anh. Không có nữa. Thì giờ anh cắt ngắn cái gì. Rau sạch. Em tính em thu hoạch đó. Em tính em trồng vô lần em làm đó. Mà ổng về rồi của ổng trồng rồi ổng dành ổng thu hoạch luôn cả nhà. Thôi nè, giá nè. Thôi làm đi, mình không làm đâu. Rất. Thôi để em thu hoạch chồng thu hoạch hai cây này chắc lâu lắm cả nhà ơi. Thôi đây chồng mình ông hái nãy giờ nè cả nhà. Nó ông hái nãy giờ đây được một gỗ rau tươi ngon. Em rửa xong rồi em cũng chuẩn bị đồ để em bóp gỏi nè cả nhà. Thịt bò bóp gỏi cái mầm đây, thịt bò đây thì em ướp sẵn rồi đó. Rồi đây là nước nước cốt cho tắc, đậu phộng, tỏi và ớt băm và hành phi. Đó còn hồi còn đường với nước mắm nè em nêm với cái nước này nữa thì em bỏ trong em chưa đem ra.
Rồi giờ em đi xào cái này nha cả nhà, đi xào thịt bò sơn cái. Em bỏ dầu sẵn và em bỏ cái hành tím với tỏi băm cả nhà. Bỏ hành tím với tỏi băm vô. Tỏi vàng rồi. Tỏi vàng rồi, vàng quá rồi, vàng quá rồi. Cho thịt bò vô. Xào cho nó tái qua tái lại đi nha cả nhà. Cho nó săn nó tái sơ lên cái đằng đi đem đi trộn gỏi. Người ta ăn bò tái chanh được, em ăn không được. Em phải xào sơ. Em phải xào sơ lại cho nó săn lại hết nha cả nhà. Đó, thịt bò mình đã xào tái hết rồi đây nè cả nhà. Là gì cũng muốn được rồi đây, mình để gấp nó ra. Mình đi để cho nó nguội đi đặng mình bỏ bóp lại gỏi. Đó, tái hết rồi, cho nó vừa tái thôi. Nãy nó có mấy cục còn đỏ đỏ nữa đó cả nhà, cho nó vừa tái cái nữa là xong rồi đó. Rồi tắt bếp, giờ đi ra ngoài đang chặn rồi chuẩn bị trộn gỏi, làm nước nước trộn gỏi. Rồi mình chuẩn bị làm nước mắm rồi cả nhà, làm nước mắm để trộn gỏi, mắm với chanh để trộn gỏi về làm nước mắm ăn luôn. Bỏ cho đây muỗng làm chút xíu nước mắm để chấm luôn. Cái chia ra tỏi ớt này ra đây đặng hồi làm với nước mắm riêng, cái này đặng trộn gỏi nước mắm cái trong tô đó thì để làm nước mắm trộn gỏi đây. Bỏ đường vô cho 3 muỗng đường. Em làm theo cái kiểu này là em làm như ở nhà em em ăn em làm em nhắm rồi mới nghe cả nhà. Em nhắm chừng chừng em làm vừa em ăn thôi, gia vị thì cũng thường ngày nước mắm đường với nước cốt chanh đồ thôi với cốt tắc thôi. Chứ em không có khéo nha nhà, em còn vụng về em còn dở lắm. Đây, em cho nước cốt. Rồi em chừa nhiêu đang để em làm nước mắm thôi. Này em trộn này đây đang em trộn gỏi. Cho nó tan đường xong rồi cái đầu bắt đầu em trộn gỏi. Đây, em mang bao tay vô, em sẽ thử em trộn cái gỏi này cả nhà. Rau này rau nhà mình trồng không phân không thuốc chứ không ăn không có sợ cả nhà, ăn sống nó ngon. Rau này em để hơi già nữa nè, nó bỏ vô đây. Rưới nước mắm với đường lên. Trộn ăn trộn khoảng 50 phút ăn nó liền nó giòn đó cả nhà. Để hồi sợ nó không được giòn. Bỏ thịt bò vô cái nhà, thịt bò còn nóng nên bỏ vô cái nó xèo rau quá ta. Thịt bò còn nóng nữa cả nhà, còn hơi mắm. Giờ rau thì thấy nó còn chưa có xèo cái đâu, nó dòm thấy nó nhiều. Cải này hơi già cả nhà, thấy nó còn non hơi già mà nó hơi mùi củ cải quá, thơm quá. Cho nấm cải nữa này để hồi sợ thiếu. Bữa hôm em trộn cái gỏi mà rau cần cua á cả nhà có xem mình cái clip trước cái gỏi rau cần cua á, em trộn một thao vậy nè, em tính đồ ăn không hết mà cuối cùng ăn thiếu rau luôn. Ăn thiếu rau luôn cho nó xèo. Giờ em cho đậu phộng lên luôn, chừa vài hột hồi gắt lên mặt ha. Hả con làm gì ngắt nhà em ở cả nhà. Giờ này có hai mẹ con ở nhà, ai cũng ai cũng đi làm chưa dễ chứ, lủi thủi thủi có hai mẹ con ở nhà làm vừa trong vừa quay mình lên luôn. Này hành phi hồi giờ mà ăn hả, bỏ lên. Giờ chưa ăn em chưa bỏ hành phi nha cả nhà. Hành phi hồi giờ mà ăn hãy gắt lên. Giờ đó xong rồi em để đây. Cái này nêm thêm khẩu vị nhà mình nghe cả nhà ơi. Nhà mình ăn sao thì mình nêm vừa ăn nha. Em muốn chưa nêm vừa ăn rồi cả nhà.
vừa ăn rồi, nó không chua mấy. Hay như cho miếng nước cháo chanh nó mới được. Hỏi có anh cho thêm miếng nước chanh nữa. Ăn rồi nó vừa, chấm cái nước mắm chua là nó vừa đó. Chắc chị thôi quá. Cả nhà ăn cơm bữa nay bà đãi với mình cái món gỏi gỏi gì cả nhà? Chờ cả nhà. Chờ thì về đến cái hù của cả nhà. Bà đãi món gỏi bò với gì? Cải mầm. Thôi mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Trời ổng về tới cái hù của cả nhà chứ mà khi giờ đó 8 9 giờ đó cả nhà. Mới ăn cơm được buổi cơm chiều. Rồi mời cả nhà ăn cơm với anh cả nhà. Ngon quá. Anh ăn với bò bắp gỏi cải mầm với cá mồi cả nhà. Cá mồi là bò mầm. Còn biết làm thêm món nữa. Cái tấm. Bữa cơm tạm bạc. Thấy cái ghế thương cha con không? Ghế lửa lõi nè. Cha đem về để cho cha con á. Bữa nào mẹ chọn đá ra đây ngủ. Là dịch mà mua cũng ba cô gái mà nó cách nước mà nước ngon. Cái mỏi. Cũng vậy á, tại mua mấy hộp kia mà đâu phải ba cô gái. Đâu lúc đổi được cao rồi. Nhiều cá mà nó nước không ra. Thank you.
Tạm biệt cả nhà.